Tôi đã thử xây những cái kênh Facebook, TikTok và YouTube của mình nhưng hoàn toàn đã thất bại. Và đó là rất là nhiều anh chị chúng ta đã nói với Linh cái điều đó. Vậy thì cái điều gì nó đã làm chúng ta điều đó? Bởi vì chúng ta không sở hữu được một cái công thức mà chúng ta làm theo một cách bản năng, thấy người ta làm sao mình làm như vậy, và dẫn tới đó là chúng ta bị thất bại. Chúng ta cần phải khám phá được cái bí mật đằng sau những cái video hàng triệu lượt xem đó là gì. Và đó cũng là lý do tại sao rất nhiều người kinh doanh họ bị thất bại, bởi vì họ không hiểu được bí mật đằng sau cái việc mà để có được công thức kinh doanh thành công, mà họ cứ thấy người ta làm như thế nào họ làm lại, họ cứ là họ thấy làm sao họ làm theo như vậy, và cuối cùng chúng ta thất bại và không có được như kỳ vọng, bởi vì chúng ta không hiểu được cái công thức, những cái bí mật đằng sau đó là gì. Và việc mà chúng ta xây dựng ở thương hiệu ở trên mạng xã hội như Facebook, YouTube và TikTok thì nó đều có những cái bí mật, và bí mật đó chính là những cái kịch bản để có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và làm thế nào để chúng ta học được những bí mật này, những cái công thức có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower ở đây, thì chúng ta hãy click vào đường link ở bên dưới để chúng ta đăng ký tham dự vào cái chương trình thử thách kiến tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower diễn ra trong 5 ngày. Và để tham dự chương trình này, chúng ta hãy mời Linh một bữa ăn trưa, và Linh sẽ tặng lại chúng ta 5 ngày học này để chúng ta sở hữu được cái công thức đó. Và ngay cả khi chúng ta chưa hề biết về cách làm video, chúng ta chưa biết cách làm về kịch bản, thì chương trình này chúng ta vẫn có thể tham dự và chúng ta tạo ra được cho mình những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và chương trình này là Linh làm online nên số lượng tối đa chỉ có là 1.000 người. Vì vậy chúng ta cần phải đăng ký nhanh và sau đó chúng ta chuyển khoản và chúng ta tham dự về chương trình này trước khi chương trình được đóng, và chúng ta không còn bất kỳ một tấm vé nào để chúng ta tham dự. Chúng ta cần phải đăng ký thật nhanh và chúng ta thay đổi về kết quả kinh doanh của chúng ta để chúng ta có được những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở chương trình này.